Cách thờ cúng thần tài, ông địa để mang lại tiền bạc, giàu sang, phú quý. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, theo quan niệm và tín ngưỡng của người Việt thì việc thờ cúng thần tài sẽ giúp mang lại nhiều may mắn, tài lộc, việc kinh doanh buôn bán sẽ phát triển hơn, nên việc thờ cúng thần tài đối với những người kinh doanh là rất quan trọng. Đôi khi việc chọn hướng, bài trí bàn thờ thần tài không hề khó đối với nhiều người, nhưng cách cúng thần giúp thu hút tài lộc hợp phong thủy không phải ai cũng biết. Mỗi khi cúng thường băn khoăn không biết làm gì trước, cái gì làm sau. Vậy ban thờ thần tài ông địa phải được sắp xếp và thờ cúng như thế nào? Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát xin hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách thờ cúng thần tài ông địa đúng chuẩn và chính xác nhất. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, trước khi tìm hiểu cách thờ cúng thần tài và ông địa thì chúng ta cùng đi tìm hiểu xem về hai vị thần may mắn này để có thể nắm rõ cách thờ cúng một cách tốt nhất. Những điều chưa ai biết về hai vị thần. Chúng ta vẫn thường hiểu rằng thần tài và ông địa là hai vị thần riêng biệt và chịu trách nhiệm cho mỗi một công việc khác nhau. Tuy nhiên, trong quan niệm của người xưa, mỗi một vị thần đều là đại diện cho năm vị thần khác. Vị thần tài là đại diện cho năm vị thần Hắc, Thanh, Xích, Bạch, Hoàng thần tài. Và trong số năm vị này thì ông Hoàng thần tài chính là vị thần chủ chốt. Hình tượng của một vị thần tài trong tưởng tượng của nhân dân ta như sau. Trên tay ông có cầm một cục vàng, trên đầu đội một chiếc mão với một bộ trang phục chỉnh tề. Ông chính là hiện thân của những điều may mắn, của tiền tài và công danh. Nhân dân thờ phụng ông với hy vọng chuyện kinh tế khấm khá hơn. Còn ông địa lại là đại diện cho năm vị thần sau. Một là Đông Phương Thanh Đế, hai là Tây Phương Bạch Đế, ba là Nam Phương Xích Đế, bốn là Bắc Phương Hắc Đế và cuối cùng là Trung Ương Huỳnh Đế. Ông địa được tương truyền là người mang một chiếc bụng phệ với thân hình tròn, luôn luôn để ngược chân. Trên đầu ông địa thường sẽ có quấn một chiếc khăn và trên tay sẽ cầm thêm một chiếc quạt. Hình tượng của ông địa mang đến cho người nhìn một cảm giác an yên và rất bình thản. Người dân thờ cúng ông địa với mong muốn thần sẽ che chở và giúp gia chủ chuyện kiểm soát đất đai cũng như lượng khách ra vào mỗi ngày trong cửa hàng. Ý nghĩa thờ cúng ông địa và thần tài. Ông thần tài được biết tới như một vị thần cai quản tài lộc và tiền bạc trong gia đình. Đây là ý nghĩa được lưu truyền từ rất lâu về trước và vẫn được tin tưởng cho đến tận ngày nay. Ông thần tài sẽ đem tới may mắn, tài lộc và sự thịnh vượng cho gia chủ. Vì thế, để cầu tài lộc, thuận lợi, mọi người thường lập bàn thờ ông thần tài ở các cửa hàng, công ty hoặc những gia đình kinh doanh, buôn bán. Qua đó, mong muốn tài lộc, thuận lợi và thành công trong quá trình làm ăn, kinh doanh. Ông địa là vị thần cai quản đất đai, nhà cửa. Ông địa sẽ là người cai quản, quản lý khu đất của gia đình. Bởi từ xưa đến nay, ông bà ta đã có quan niệm đất có thổ công, sông có hà bá. Mỗi vùng đất sẽ được cai quản bởi một vị thổ địa. Sau đó, các gia đình thường thờ ông địa như một hình thức cầu bình an cho mảnh đất, ngôi nhà và các thành viên trong gia đình của mình. Đặc biệt, nếu muốn động thổ, đào ao hay thực hiện các công việc liên quan tới đất đai, gia chủ cần làm lễ thờ cúng thổ công trước khi thực hiện. Vì thế hầu hết các gia đình đều thờ ông địa trong nhà để cầu may mắn, bình an. Quý vị thân mến, cách cúng thần tài, ông địa thực sự quan trọng với các gia đình. Điều này lại càng được coi trọng hơn với những gia đình có hoạt động kinh doanh, buôn bán. Chính vì vậy, bất cứ gia đình nào cũng nên tìm hiểu và phải biết thật rõ về cách thờ cúng thần tài, thổ địa đúng đến từng bước. Vậy thờ cúng thần tài thổ địa như thế nào mới đúng chuẩn? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Đầu tiên, hãy đi tìm hiểu khi cúng ông địa, thần tài cần những lễ vật dâng cúng gì.
Theo truyền thống, người Hoa trọng việc khấn vái, thờ cúng thần tài. Còn đối với phong tục thờ cúng của người Việt thì hình ảnh ông Địa lại quen thuộc hơn. Lễ vật thờ cúng thần tài thường được chọn là heo quay, vịt quay, cua biển và chuối chín vàng. Trong khi đó, đồ thờ cúng ông Địa thông thường là chuối xiêm, thuốc lá hay ly cà phê. Đặc biệt, vào trong những ngày vía thần tài, người ta thường dâng lên bàn thờ các lễ vật cụ thể như một bình hoa, một con tôm, một con cá lóc nướng, một con cua biển, một miếng thịt heo quay, một xấp tiền vàng mã, một đĩa mâm ngũ quả, một chai rượu. Điểm chung của cả hai ông thần tài, ông Địa là thích sạch sẽ. Vậy nên, gia chủ lưu ý phải thường xuyên lau dọn, vệ sinh bàn thờ và giữ lại cho khu vực thờ cúng luôn thoáng mát, sạch sẽ. Nếu như bàn thờ bẩn, cũ hoặc hỏng vỡ sẽ làm mất đi sự linh thiêng của khu vực thờ cúng. Bên cạnh đó, mọi người luôn tin khi bàn thờ thần tài, ông Địa ngăn nắp, sạch sẽ thì công việc sẽ ăn nên, làm ra, phát tài, phát lộc. 2. Cách cúng thần tài và ông Địa đúng nhất. Thứ nhất, cách cúng thần tài và ông Địa vào ngày thường. Thực ra, chuyện thờ cúng thần tài không quá phức tạp và chi tiết. Chính vì vậy, để cúng thờ thần tài và ông Địa ở trong cửa hàng, bạn chỉ cần đặt một hộp bánh, một dĩa trái cây tươi, nước và hoa tươi là đủ. Bên cạnh đó, cũng có một số những lưu ý mà gia chủ cần phải biết để đảm bảo được sự linh thiêng cũng như lòng thành kính của mình đối với hai vị thần. Mỗi ngày, bạn chỉ nên thắp hương vào hai thời điểm cụ thể. Lần 1 vào lúc 6 đến 7 giờ sáng và lần 2 vào lúc 6 đến 7 giờ tối. Khi thắp nhang thì bạn nên thắp 5 cây nhang một lần, tránh thắp lẻ tẻ. Khi thắp nhang, bạn nên kết hợp luôn việc thay nước trắng ở trong ly cũng như nước ở trong lọ hoa, nhớ là thay hàng ngày. Cứ mỗi tháng một lần, bạn nên chú ý lau chùi và vệ sinh bàn thờ ông Địa thần tài thật sạch sẽ. Bên cạnh đó, cũng nên chú ý tắm rửa cho hai vị thần đều đặn, có thể là vào ngày 14 hoặc những ngày cuối tháng âm lịch. Nên dùng một chiếc khăn riêng biệt chỉ để lau tượng hai vị thần sau khi đã được tắm. Và bạn lưu ý không sử dụng chiếc khăn đó vào những việc làm khác. Thứ hai, cách cúng thần tài và ông Địa vào những ngày rằm, những ngày đầu và cuối tháng. Khác với cách thờ cúng thần tài ông Địa hàng ngày, việc cúng lễ vào những ngày rằm hoặc đầu, cuối tháng lại yêu cầu phức tạp hơn. Những ngày này, bạn nên chuẩn bị một mâm cơm cúng đơn giản như heo quay, thịt gà luộc cùng với trái cây tươi và nước trắng. Một số giai thoại người xưa truyền tụng lại rằng, thần tài rất thích các loại hải sản và ăn chuối chín, còn ông Địa lại thích uống cà phê và hút thuốc lá cùng với chuối xiêm. Việc các gia chủ lựa chọn đồ cúng theo sở thích của hai vị thần cũng là một cách để thể hiện lòng tôn kính của mình. Bên cạnh đó, bạn phải biết rằng hai vị thần này rất ưa sạch sẽ nên bạn phải luôn giữ gìn khu vực xung quanh để được đảm bảo vệ sinh. Quý vị thân mến, bên cạnh những hiểu biết cách cúng thần tài thổ địa sao cho đúng thì bạn cần để ý hơn về các lưu ý khi thờ cúng thần tài, ông Địa để tránh việc thờ cúng trở nên vô nghĩa, thậm chí là đắc tội với hai vị thần, gây họa không đáng có. Trong phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi xin chia sẻ một số lưu ý bạn cần quan tâm. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Chăm sóc thường xuyên cho bàn thờ. Dù vị trí bàn thờ nằm ở dưới đất, tuy nhiên hai ông thần tài thổ địa đều là những người thích sạch sẽ, vậy nên hãy thường xuyên lau dọn bàn thờ. Bạn cũng có thể tắm cho hai ông bằng cách khi trời mưa nên bê tượng thần tài, thổ địa, ông cóc đặt vào trong một chiếc thau sạch và tắm mưa trong vòng 15 phút. Sau đó đem vào, lau khô, xịt nước hoa và thắp hương cầu khấn. Hoặc bạn cũng có thể tắm cho hai ông bằng nước hoa bưởi hoặc nước gừng pha rượu. Cũng lưu ý, trước khi tiến hành tắm, gia chủ cần thắp nhang thỉnh, xin sự cho phép trước khi hành động, tránh để các ngài trách tội. Bên cạnh đó, phải rửa sạch chén trước khi lấy nước. Tốt nhất nên bày 5 chén nước trên bàn thờ, lượng nước đổ cách miệng chén chừng 1cm, không nên rót nhiều, sẽ bị tràn ra bàn thờ thì không tốt. Lễ vật thờ cúng. Gia chủ có thể sử dụng các vật phẩm cúng tế như đồ ngọt, hoa quả hoặc cúng thịt quay. Dù lễ vật thờ cúng đơn giản nhưng phải luôn ghi nhớ là lau dọn bàn thờ sạch sẽ và trang nghiêm nhất bằng cái tâm của gia chủ.
hướng dẫn cách thắp hương lúc mới lập bàn thờ. Trong giai đoạn mới lập bàn thờ, bạn nên thực hiện thắp 100 ngày nhang liên tục với mục đích tụ khí cho bàn thờ. Đồng thời, tuyệt đối không được tắt đèn trên bàn thờ. Việc thờ cúng cũng không cần cầu kỳ, gia chủ chỉ cần thay nước, thắp một nén hương mới. Trường hợp nếu muốn khấn xin điều gì thì nên thắp 3 cây theo hàng ngang. Luôn để hoa quả tươi trên bàn thờ. Không để trường hợp hoa cúng hoặc trái cây bị hư hỏng, héo úa trên bàn thờ. Bởi người xưa luôn tin rằng điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến việc thờ cúng và sự linh thiêng của không gian thờ cúng. Lộc cúng. Lộc cúng xong thì không chia cho người ngoài, chỉ phân phát cho người trong nhà cùng hưởng. Trừ khi là các đồ thờ cúng trên tủ thờ bằng gỗ của bàn thờ gia tiên. Nên sử dụng nến hoặc đèn dầu. Bạn nên dùng nến hoặc đèn dầu, không nên dùng bóng điện hay đèn nhấp nháy bởi vì chúng sẽ tạo ra trường khí xấu, ảnh hưởng không tốt đến việc thờ cúng. Sử dụng đèn và nến để trên bàn thờ để đảm bảo chất lượng tốt nhất. Quý vị thân mến, cách thờ cúng thần tài ông địa rất quan trọng, nhưng văn khấn lập bàn thờ thần tài cũng quan trọng không kém. Bạn nên có sự tìm hiểu nhất định và thật kỹ càng trước khi lập bàn thờ thần tài trong nhà. Chỉ có như vậy, bạn mới có thể thể hiện được sự thành tâm của mình, đồng thời cũng có thể tránh được những điều sai sót trong quá trình thờ cúng các vị thần mang đến may mắn cho gia đình. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.